Bảo Sơn xin chào cô chú anh chị và các bạn. Cả nhà mình hay thắc mắc là nên sử dụng thiết bị xịt khuẩn nào cho phù hợp với nhà mình ha. Thì hôm nay Hoàng Sơn sẽ tư vấn để cả nhà mình có thể có một cái nhìn tổng quan để mình lựa chọn. Nếu mà như cá nhân mình xài á, thì mình có thể mua một cái bình xịt đơn giản như vậy, hoặc là một cái bình xịt nhỏ mình có thể bỏ theo túi để mình xịt rửa tay, hoặc là bình xịt như thế này á, để mình có thể xịt những cái thiết bị lớn ha. Còn cả nhà mình thích sử dụng máy tự động để mà mình khỏi phải xịt, hoặc là mình xịt nhiều á, mình cầm mỏi tay đó, thì mình có thể sử dụng thiết bị tự động như thế này. Sẽ có máy bơm lên xịt thì giá trên thị trường khá là rẻ. Trước mùa dịch đó, thì những cái này loạn giá lắm, nó cả triệu bạc một cái lận. Nhưng mà hiện tại giá nó tầm khoảng 270.000 ha, của hãng đưa ra là giá 270.000 đó. Thì mình sẽ cho cái cồn vào đây đó, rồi mình sẽ bấm nút thì nó có nhiều cái tốc độ phun. Tí xíu nữa Hoàng Sơn sẽ mở ra cho cả nhà mình xem. Còn cái thiết bị này thì nó cao cấp hơn, mình có thể sử dụng được ở nhà nếu mà nhà mình có khách nè, hoặc là nhà mình hay đi ra đi vô, mình muốn nó tự động á, mình chỉ đưa tay ra là nó xịt thôi và kiểm tra nhiệt độ cơ thể mình luôn. Nhưng mà những nơi công cộng thì thường là bắt buộc phải xài cái này rồi, tại vì số lượng người khách ra vô rất là nhiều, mà mình cầm một cái nhiệt kế á, để mình đo trán á, thì mình phải tốn hết 1 triệu một cái rồi, rồi mình phải tốn thêm một cái máy để cho người ta rửa tay sát khuẩn trước khi vào. Thì cái máy này nó chỉ có tầm khoảng 1,2 triệu thôi, của hãng thôi nha ha. Và bên cạnh đó mình sẽ còn có một cái đế nè, cái đế để mình có thể đưa cao lên rồi mình gắn thiết bị. Thì cái này mình xài bằng điện và mình có thể mua thêm pin sạc để mình xài bên ngoài đó. Nhưng mà thường thì nếu mà xài cả ngày thì pin sạc chắc không thấm, nên mình nên cắm điện ha. Đó, thì còn cái dòng này để Hoàng Sơn sẽ mở này ra cho cả nhà mình xem. Còn nói về cồn thì trên thị trường hiện giờ có nhiều loại cồn, giống như là cồn 70 độ với cồn 90 độ. Nếu mà mình để rửa tay thì thường mình xài cồn 70 độ ha, để cho nó đỡ khô tay. Còn nếu mà mình để mình xịt sát khuẩn phòng hay những cái thiết bị này nọ đó, thì mình thường xài cồn mạnh hơn là 90 độ. Rồi, bây giờ mình thử mở cái máy này nha. Cái máy này khá là rẻ ha, giá chỉ có 200 mấy ngàn thôi. Thì cái này mình xài bằng pin sạc đó nha ha, mình cắm vào sạc và xài thôi. Nó giống như một cái cây súng nè. Rồi, mình cho cái này vào. Mình cho con vào dung dịch ra ha, rồi mình dặn lại. Thì ở bên sau nó chỉ có một nút thôi. Một nút là tắt, mở và chạy, độ 3 chức năng ha. Tắt nè, chạy chậm nè, chạy mạnh nè. Và có đèn báo là đang chạy yếu hay chạy mạnh hay là đang sạc. Rồi, mình đi theo thì mình chỉ có một cái cọng dây sạc thôi. Mình sẽ dùng cái cục sạc của điện thoại cả nhà ha. Máy này khá là rẻ ha, bảo hành 3 tháng. Rồi mình sẽ qua cái dòng máy thứ hai, cái này cũng bảo hành 3 tháng nha ha. Cái máy này thì to hơn, nó 1,2 triệu. Nếu mà như cả nhà mình mà mua cái dòng máy to đó, cái dòng máy giống như nhiệt kế đi, nó sẽ tốn của mình hết là khoảng 1 triệu. Đây nó có nhiều phụ kiện, thì để Hoàng Sơn lấy cho cả nhà mình dễ hình dung. Đầu tiên là mình sẽ lấy cái cây, giống như cái cây chân đế máy chụp hình nè. Mình để xuống đất nè ha. Rồi, mình gắn cái hộp lên, sau đó mình lắp máy lên. Thì trong video sau thì Hoàng Sơn sẽ hướng dẫn cả nhà mình cách xài luôn cho chi tiết ha. Còn cái này mình chỉ coi cái máy thôi. Thì ở trên đây là có đồng hồ hiển thị nhiệt độ mình nè. Khi mình đứng gần thì nó sẽ có cái cảm biến, nó quét lên cái trán mình, và cái đầu dò hồng ngoại nó sẽ kiểm tra thân nhiệt của mình. Rồi sau đó ở dưới đây mình sẽ đưa tay vào thì nó sẽ có một cái cảm biến để nó phát hiện có cái tay mình, sau đó nó sẽ phun cái cồn xuống dưới đây ha. Rất là dễ xài ha. Rồi hôm nay Hoàng Sơn chia sẻ cả nhà mình vài thông tin. Nếu mà cả nhà mình có nhu cầu cần thiết á, thì liên lạc trực tiếp với Hoàng Sơn để mình có thể tư vấn thêm, hoặc là mình có thể xem thêm video chi tiết cách xài của từng loại này luôn. Rồi có số điện thoại ở bên dưới, cả nhà mình có thể liên lạc trực tiếp Hoàng Sơn nghe.